What's up? Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái chiếc tai nghe gaming. Một chiếc tai nghe mà có thể nói là đáp ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu mà các anh em cần tìm kiếm. Đó là một con tai nghe Iron Shield X93 đến từ Hàn Quốc. Ok, mình sẽ review nhanh qua cho các bạn về chiếc tai nghe này. Ok, mình sẽ giới thiệu nhanh qua cho các bạn về chiếc tai nghe này. Đầu tiên các bạn có thể thấy cái con tai nghe này được thiết kế với hai màu tông chủ đạo, đó là màu đen và pha một chút màu đỏ, là một cái viền điểm nhấn ở ngay đây, một cái viền trên bàn tai nhìn khá là độc lạ. Và cái tai nghe này có thiết kế cũng thuộc dạng là hơi gọn gàng một chút, với hai củ tai được hình màu tròn như thế này, không có cái dạng kiểu hầm hố như những cái con kia. Và cái thiết kế của nó nhìn khá là bắt mắt, với cái ốp nhìn giả kim loại như thế này, bóng loáng. Và cái phần mặt lưới ở trên này sờ rất là sướng này. Thì cái mặt lưới này thì mình thấy hình như đây là một cái lớp kim loại luôn nha các bạn. Một mặt lưới bằng kim loại luôn, chứ không phải bằng nhựa. Đó, và đằng sau chúng ta sẽ thấy một cái logo của Iron Shield ở trong này. Thì ở phía bàn tay này chúng ta sẽ có hai cái này để cố định cái bàn tay, đồng thời là mình cũng có thể vặn qua vặn lại được. Thì cái này để cho mình có thể ôm sát được trên cái đầu của người nghe, thì như vậy nó sẽ thoải mái hơn. Đó, và cái mà để cố định giữa hai cái bàn tay sẽ là một cái lớp kim loại và rất là bền và chắc chắn. Mình thấy mình bẻ cong các kiểu thì nó vẫn không sao cả. Đấy, rất là chắc. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đỡ đầu. Và cái đỡ đầu này sẽ giúp cho bạn khi đeo vào nó sẽ tự động đỡ lấy cái đầu mình và ôm với cái đầu với vừa khít nhất luôn. Cái đặc biệt dụ của cái tai nghe này có lẽ là đến từ cái đệm tai. Cái đệm tai của nó thì rất là dày, các bạn nhìn này, đó. Cái đệm tai của nó phải dày đến nỗi phải bằng cả một cái đốt ngón tay như thế này. Khi mà mình bóp vào thì nó rất là êm. Và cái cảm giác mà khi đeo cái con này thì cực kỳ là êm đầu các bạn, cực kỳ là êm. Và nó không có cảm giác có quá là bí, cũng như là không có cảm giác bị cấn tai. Nói chung là đeo cái này rất là sướng. Về âm thanh của con này thì khá là chuẩn rồi. Âm thanh của nó là âm thanh hỗ trợ 5.1. Và đặc biệt hơn nữa là cái mic của nó có thể thụt ra thụt vào được, và cũng có thể là uốn cong luôn nếu các bạn muốn uốn như thế nào đó. Chẳng hạn uốn vào trong gần mồm, mình sẽ uốn là như thế này đó. Không thì nếu mà các bạn muốn nó gọn gàng vào một chút thì mình có thể thụt vào như thế này thì nó sẽ gọn hơn đấy. Và đặc biệt là nó sẽ có hệ thống đèn led 7 màu khá là bắt mắt. Ok, mình sẽ thử cắm đèn led và tắt điện để cho bạn coi nhé. Ok, sau khi mình đã tắt bớt đèn đi và cắm đèn led của con này lên thì các bạn có thể thấy là cái logo của nó là sáng 7 màu và đổi theo nhịp thở, nhìn rất là sáng. Và khá là đặc biệt là cái con này, cái đèn led của nó nhìn nó không quá màu mè nhưng mà vẫn rất là nổi bật. Đó, các bạn thấy là nó sáng ở phía trong cái lưới và nhìn nó kiểu dạng như là 3D nổi lên vậy, nhìn rất là đẹp. Đấy. Và cái cảm giác cầm vào cái con tai nghe này cũng rất là đầm tay nữa. Các bạn có thể cầm vào và đeo lên một phát, nó là cực phê luôn. Cầm vào bỏ vào trong tai thì phê thôi rồi. Về âm thanh của con này thì nói chung mình nghe thấy thì âm thanh của nó cũng khá tốt. Không phải thuộc dạng cao cấp thì nó chỉ nghe được các cái dạng nhạc có âm bass khá là vừa phải thôi. Và nếu mà dùng để nghe gaming thì có vẻ là rất là tốt đấy, vì cái âm lượng của nó cũng khá là to. Rồi ok, mình sẽ thử cho các bạn xem thử nhé. Mình đã mở nhạc ở trên cái con tai nghe này rồi, thì các bạn có thể nghe là tiếng của nó phát ra khá là to, mặc dù mình chưa có để mắc âm lượng. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có một cái volume để điều chỉnh âm lượng nha các bạn. Thì cái volume này nó sẽ mạ màu vàng. Đó, mình sẽ có thể điều chỉnh tăng giảm âm lượng ở trên này. Đó, khá là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái mic của mình để lại gần nhé. Các bạn có thể thấy là cái tiếng của nó khá là to. Wow.
Đó, các bạn thấy sao? Thì con này nghe khá là ổn, trong cái tầm giá khoảng 400 ngàn thôi. Thì với mức giá này là quá là ok rồi. Đấy, con này đang sử dụng đó là hai cổng 3.5 và một cổng USB nha các bạn. Thì cổng USB này sẽ dùng để mình để cắm đèn LED, còn hai cổng này là một cổng loa và cổng mic, cho nên cái này sẽ là chuyên về bên các cái gaming nha các bạn. Của PC ấy, chứ không phải là của dạng máy tính ấy, dùng dễ dùng để cắm vào trong điện thoại đâu. Điện thoại thì nó sẽ không có đủ công suất để cho cái con này chạy, và nó sẽ nghe nhỏ hơn, không hay lắm. Alo alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là phần test của con Iron Seal X93 này. Con này thì thu âm khá là tốt, có thể nói là rất tốt nếu như mà các bạn chỉ có cái nhu cầu mà thu âm trò chuyện hay là livestream đơn thuần mà thôi. Nó không có thể khử hết được tất cả các tiếng ồn xung quanh, nhưng mà nó cũng có thể giảm được đáng kể những tạp âm. Về mic của con này thì mình đánh giá khá là cao trong cái tầm giá khoảng 400 ngàn này. Ok, nếu mà các bạn có ý kiến gì về chiếc tai nghe này thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe cho admin đấy. Bye bye.